Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp trong những bức tranh của mình. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Xin chào các bạn, đang ngày mình sẽ tô màu. Sao? Bên kia không có thằng Thành có đi làm không? Không, đi học và em phải đi học. Em phải đi làm thì em đi học. Thế anh nghĩ là các bạn nói cho gì? Ôi, mất điện rồi. Người ấy thì chỉ được em để nói với ai. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp trong những bức tranh của mình. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Các bạn nha, ngày nay mình sẽ tô màu. Anh ơi,
Rồi. Làm nhé. Làm cái gì? Sao mà làm cái gì? Ta là nghe nhạc rồi. Mày chùa cái quá rồi. Mày nhà sướng rồi. Right.